Em à, có những lúc cảm xúc nó rất là khó để nói ra. Mỗi lần anh đặt cây bút xuống, nghĩ đến em, nghĩ đến những lúc em cười với anh, anh chỉ muốn dành cho em những lời ngọt ngào nhất, chân thành nhất. Nên lúc mà em đang nghe bài này thì có lẽ anh đang flexing physical K, flow anh có đấy trồng cây. Flexing physical K, lâu kia nên em không thể thấy. Flexing physical K, 24/7. Flexing, yeah. Flexing physical K, flow anh có đấy trồng cây. Flexing physical K, lâu kia nên em không thể thấy. Flexing physical K, 24/7. Flexing, chăm chở hướng kiến sáng như sao. 24/7 flow thông thạo. Có em nói khẽ là hôm nay mình sẽ mua được vài chai bia để uống cho sộp sáo. Cầm JBL không cần thông báo. Timberland mới mua bảo không sao. Em không cần lo chuyện anh đi chơi. Anh gọi đấy là chồng bảo. Hey, flies boy and say they never popping in the scene. Paint the perfect picture about the flexing. You know what I mean. Khi em vẫn đau thức ở trên giường với chiếc điện thoại. Em vẫn đang chờ ngoài đường hay một đêm dài. Gọi thêm anh em lúc 2 giờ sáng dậy ngủ sớm đừng buồn bởi vì anh đang flexing physical K. Flow anh có đấy trồng cây. Flexing physical K. Lâu kỳ nên em không thể thấy. Flexing physical K. 24/7. Flexing. Flexing physical K. Flow anh có đấy trồng cây. Yeah. Flexing physical K. Lâu kỳ nên em không thể thấy. Flexing physical K. 24/7. Flexing. Thằng em nó vừa mới đến đã chạy ngay vào trong để kiếm lấy một gói Pinasu. Đầu nó trong vào quần của nó thụng chân nó đi đôi nơi rock cũ. Hôm nay anh cho nó là máy chủ. Mất 5 giây để nó trên on SoundCloud. Mấy bài drop mới just out now. Drop vừa đến bọn anh nổ não. Và có đặc biệt như mọi khi. Mất 1 tiếng sau khi gọi nó mới đến. All black như mọi khi. Giờ nó ngủ là sáng, giờ làm việc là buổi đêm. Anh sẽ kiếm rất nhiều tiền. Drake kiếm tiền để chơi gôn. Còn đến lúc mà anh giàu, anh sẽ khảo thằng Việt hàng ngày mới đa trộn. Face me bọn anh có kiến thức. Face mừng cho là việc vừa qua. Choi boy mới ra album bọn anh gọi đêm là giờ để khai phá. Ngăn lạnh luôn có kèm cá. Nhưng thứ sáng nhất là một đằng sau. Đi đồng ý tí mộng mơ anh khúc đã chết cùng với rau củ quả. Hàng công xuất xứ là hàng giả. Hàng đã khuyến mãi là hàng tồn. Tiêu dùng thông minh lại còn đẹp trai nên em không thể chạy trốn. Nói chuyện nghệ thuật và từ tốn. Yeah. Dù bọn anh luôn có nhiều fan. Lập dự án mới trong lúc anh đang chơi mong em ngủ ngon khi anh ngắm ngày tàn. Flexing physical K, flow anh có đấy trồng cây. Flexing physical K, lâu kỳ nên em không thể thấy. Flexing physical K, 24/7. Flexing, yeah. Flexing physical K, flow anh có đấy trồng cây. Flexing physical K, lâu kỳ nên em không thể thấy. Flexing physical K, 24/7. Flexing. Và đó là bức thư tình anh viết tặng cho em. Tuy không phải người xin xúa, nhưng vì em mà anh viết lên những câu hát này. Giờ thì đi ngủ đi em.